Xin chào mọi người, nếu ai còn chưa đăng ký kênh hãy bấm vào nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất mình chia sẻ lên kênh. Và trong video này mình chia sẻ mọi người một cái dự án đến từ sàn Bybit nhé. Đó là nhận 110 cái token ACH đã được list ở trên sàn Bybit. Điều kiện gì để tham gia cái dự án này mọi người cần phải đăng ký và KYC một cái tài khoản ở trên sàn Bybit. Thì đường link đăng ký và KYC mình có để dưới phần mô tả. Nếu ai chưa có thì mọi người có thể đăng ký ngay cho mình một cái tài khoản trên sàn Bybit nhé. Thì ở sàn Bybit này nó cũng có rất nhiều cái airdrop chất lượng nên mọi người trước sau gì thì mọi người cũng nên làm cho mình một cái tài khoản nhé. Cũng không mất bao nhiêu thời gian đâu. Rồi ok, để tham gia vào dự án này mọi người bấm vào đường link dưới phần mô tả và sau đó thực hiện các nhiệm vụ này. Rồi đầu tiên là follow Twitter. Rồi, sau đó là follow Twitter tiếp này. Chọn theo dõi này. Ok, quay trở lại này. Chọn continue. Tiếp tục join vào Telegram. Chọn join này, sau đó quay trở lại. Chọn continue. Tiếp tục join vào Telegram. Rồi, quay trở lại. Chọn continue. Rồi sau đó là sẽ retweet lại bài đăng và mọi người sẽ test thẻ ba người bạn cho mình luôn nhé. Rồi, cho retweet này. Chọn tweet lại. Like. Rồi, ở đây thì mọi người sẽ bấm chọn vào mục bình luận này. Hoặc là mọi người có thể ở đây chọn trích dẫn cho mình. Và mọi người sẽ test thẻ ba người bạn. Rồi sau đó bấm tweet lại này. Và mọi người sẽ bấm vào đây để lấy cái đường link retweet nhé. Rồi bấm chọn vào đây để copy đường link này. Ok, quay trở lại. Chọn continue này. Tiếp theo là sẽ test ba người bạn là mọi người đã vừa test rồi và gửi cho nó cái đường link vào đây. Chọn continue. Tiếp tục là mọi người sẽ nhập UID của cái sàn Bybit. Rồi thì quay trở lại sàn này. Sau khi mọi người đã đăng ký và KYC thành công thì mọi người sẽ đăng nhập vào sàn nhé. Mọi người sẽ bấm chọn vào hình đầu người này. Đó, và ở đây thì nó có cái UID, mọi người bấm chọn copy này. Và quay trở lại. Dán vào. Chọn continue. Rồi sau đó thì sẽ nhập username của Twitter. Chọn continue. Rồi ok mọi người, thì đây là một cái dự án không rep nhé. Và như vậy là mình đang dẫn xong mọi người tham gia dự án. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.